Đầu tiên em biết yêu là năm 21 tuổi. Người yêu của em lén lút đi chơi với người yêu cũ. Nhưng mà nói với em là đi ăn, đi học lớp. Đã đi học lớp. Em ơi, nhưng mà nhiều khi có nhiều mối quan hệ, người yêu cũ mình vẫn có thể gặp nhau, mình vẫn có thể làm việc được bình thường mà. Rồi. Nhưng mà rồi. Mình phải nói, mình đi phải nói. Đi chung với nhau đồ. Máy bay chung đồ, nắm tay, có nắm tay. Không có, anh đừng có đốt ra trên nhà em như vậy. Chứ không phải là người yêu cũ là mình phải cạch mặt như vậy thì nó làm vậy nó nhẫn tâm quá em. Khi mà anh ấy xuất hiện ở kia thì em đã thấy anh ấy có một cái dáng vẻ gì đấy hơi hơi nghệ sĩ một tí. Từ cái màu tóc của anh, tại vì thường thì khi mà những người mà người ta làm công nhân viên chức hay là bình thường thì người ta sẽ không nhuộm những cái màu tóc mà sáng màu như anh. Cái tóc trắng là tại ảnh máu xấu. Máu xấu nên tóc bạc sớm. Đúng không Thông? Không phải đâu. À không phải. Hay là nhiều khi mặt anh trẻ thôi mà thật sự anh năm mươi mấy tuổi rồi đấy. Ê, mình làm MC á, bớt cô vô duyên lại. Bớt cô vô duyên lại. Bớt cô vô duyên lại. À, xin lỗi. Chính là bởi vì cái từ khóa cuối cùng cho nên là mình mới bị suy nghĩ nhiều. Ừ, đúng rồi. Anh sẽ gợi ý cho các bạn, tiếng thét Thắng nói là tiếng thét của hàng xóm. Không, tiếng thét của anh, Thắng của anh. Trước rồi bắt đầu hàng xóm nghe cái tiếng thét này, hàng xóm mới thét ngược lại. Đó, cái đó mới kiểu như là cái bay bay theo á. Nãy giờ anh ở đâu vậy Vinh? Anh gợi ý mà em làm được không được, nghỉ đi về đây mình em làm. Mà diễn viên cũng đâu có cần hình thể đâu đó, thấy dạ như lại Vinh đó, thấy dạ như lại Vinh đó, thấy dạ như lại Vinh đó. Ủa thì nói vậy là sao thử? Thì ý là nó cũng không phải là quá là kiểu anh thấy không, ăn cho cố vô đây người ta nói mình bây giờ là diễn viên không cần hình thể vậy. Ai ăn đem lên vô ăn ké. Bây giờ là cái tám này cho chị đúng không? Dạ đúng ạ. Xem giống mụ phù thủy trong chuyện Bạch Tuyết quá vậy. Bây giờ em ăn xong em xỉu anh Vinh tới hôn môi em. Tới hôn môi em. Nha chén. Đúng chán vô rồi.